Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh rau câu trung thu với nhân khoai môn rất là đơn giản. Nếu quan tâm, xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi. Đây là 100g đường, 5g rau câu giòn và 10g rau câu dẻo. Mình sẽ cho rau câu giòn này vào chung với đường, rồi trộn đều. Mình cũng cho phần rau câu dẻo vào chung luôn. Mình trộn thật đều đường và rau câu. Mình sử dụng đây là 1 lít nước dừa tươi. Nếu không thích nước dừa tươi thì mình có thể thay thế bằng nước lạnh vẫn được. Mình cho phần nước dừa này vào nồi. Mình cho rau câu và đường vào chung với nước dừa rồi khuấy cho đều. Cho rau câu này nó nở trong vài phút rồi sẽ mang đi nấu. Rau câu sau khi để cho nó nở khoảng chừng 10 phút thì mình sẽ nấu thật nhỏ lửa cho đến khi rau câu sôi là được. Khi nấu thì thỉnh thoảng mình cũng khuấy nhẹ để rau câu không bị khét. Khi rau câu sôi thì mình sẽ tiếp tục nấu như vậy, thật nhỏ lửa, khoảng 10 phút là được. Và nếu như rau câu nó có bọt thì mình sẽ vớt bỏ phần bọt này đi. Mình cho 200ml sữa tươi không có đường vào nồi rau câu này. Cho 200ml sữa đặc có đường vào nồi rau câu. Sau cùng là mình cho 200ml nước cốt dừa đậm đặc vào chung với rau câu. Mình sẽ nấu với lửa lớn để rau câu sôi trở lại là được. Khi nồi rau câu nó vừa sôi là mình sẽ tắt lửa ngay. Mình không để quá lâu, dừa nó sẽ không ngon. Đây là phần gấc mà mình đã xin sẵn. Cách xin gấc như thế nào mình cũng có chia sẻ ở đường link bên dưới phần mô tả. Nếu quan tâm xin mời xem lại nhé. Mình lấy ra khoảng 1/4 lượng rau câu vừa nấu. Rồi cho một ít gấc vào. Mình nấu sôi phần rau câu này để gấc nó tan đều trong rau câu, nó không còn lợn cợn như thế này. Khi rau câu sôi là mình sẽ tắt lửa ngay. Mình sử dụng khuôn này để đổ rau câu. Mình cần khoảng chừng 6 viên rau câu tròn, nhưng mình sẽ đổ đầy khuôn luôn nha các bạn. Mình đậy chặt phần rau câu này và để cho nó thật là nguội là được. Rau câu sau khi mà nó đặt lại hoàn toàn thì mình sẽ lấy rau câu ra khỏi khuôn. Mình sử dụng đây là 100g khoai môn đã hấp chín. Mình cho khoai môn vào cối. Cho vào chung với khoai này là 100ml nước cốt dừa. Xay nhuyễn phần khoai này. Mình lấy ra 1/3 lượng rau câu còn lại. Cho khoai môn mà mình vừa xay nhuyễn vào.
mình cũng hâm nóng phần rau câu khoai môn này. Vì mình có sẵn cái khuôn này cho nên mình sử dụng để đổ rau câu. Mình cho rau câu khoai môn vừa nấu vào trong khuôn. Sau đó mình sẽ lựa những viên rau câu rất tròn đẹp cho vào chung với phần khoai môn này. Ở đây mình muốn đổ cho nó tròn khuôn cho nên mình thêm phần rau câu khoai môn này vào. Mình đậy chặt khuôn rau câu lại và để cho rau câu nguội hoàn toàn là được. Rau câu này sau khi nó đặt lại hoàn toàn thì mình sẽ lấy rau câu ra khỏi khuôn. Mình sử dụng một ít bột trà xanh. Mình cho một tí nước vào chung với trà xanh này và mình sẽ khuấy đều. Phần rau câu còn lại thì mình sẽ cho trà xanh vào, khuấy cho thật là đều. Sau đó mình hâm nóng là được. Mình sẽ sử dụng cái khuôn này để đổ những chiếc bánh rau câu. Mình sẽ cho phần rau câu trà xanh mà mình vừa mới nấu vào trong khuôn. Mình cũng sẽ hâm nóng phần rau câu gấc còn lại để cho vào trong khuôn. Mình thử cái rau câu này nó hơi đặc đặc như vậy nè các bạn. Mình cho cái viên rau câu này vào và mình đè cho nó hơi sát xuống để nó bằng với cái mặt của khuôn nha các bạn. Mình tiếp tục cho rau câu trà xanh vào để đầy khuôn là được. Sau khi cho rau câu vào đầy khuôn rồi, thì mình sẽ để cho rau câu nguội hoàn toàn. Rau câu này sau khi nó đặt lại hoàn toàn, thì mình sẽ lấy rau câu ra khỏi khuôn. Mình đã hoàn thành xong 6 chiếc bánh rau câu rất là dễ thương đó các bạn. Bánh có mùi thơm của trà xanh và mùi thơm của khoai môn rất là ngon. Chúc anh chị em và các bạn làm được những chiếc bánh rau câu trung thu rất là ngon và rất là đơn giản. Xin kính chào và hẹn gặp lại.